Hi, xin chào, rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Dinh Dưỡng Vlog. Hôm nay mình sẽ chia sẻ tiếp về vấn đề mà ai cũng biết, đó là dinh dưỡng và sức khỏe. Hôm nay các bạn làm việc như thế nào? Tôi biết các bạn đang bận rộn. Dù các bạn làm ở văn phòng, bác sĩ, nội trợ, hoặc là công viên chức nhà nước, thậm chí là Superman, các bạn vẫn cần có một sức khỏe. Hàng ngày các bạn đang vận động, đang chạy đua với thời gian. Và cũng như vậy, bên trong cơ thể con người cũng đang vận động, từng tế bào, từng cơ quan trong cơ thể đang vận động không ngừng. Đừng nghĩ rằng lúc này chúng ta đang nhàn rỗi. Thực tế cơ thể bên trong chúng ta đang rất bận rộn. Bận thay mới các mạch dẫn, phục hồi các tế bào, đào thải độc tố, chữa lành các vết thương nhằm để phục hồi lại trạng thái khỏe mạnh của cơ thể. Hàng triệu tế bào đang phục hồi. Các bạn nghĩ xem, bận lắm chứ? Cơ thể con người rất là kỳ diệu. Nó biết chỗ nào khỏe, chỗ nào đau. So như vậy là để báo cho cơ thể biết nó cần phục hồi lại chỗ so và cơ thể ngay lập tức huy động đến chỗ đó để làm việc. Nhưng nếu nguyên liệu dinh dưỡng để phục hồi không đủ, giống như một thợ xây mà thiếu gạch cát xi măng vậy đó, kể cả cơ thể con người muốn phục hồi chỗ đó nhưng lại đành bó tay. Bởi vậy cơ thể con người kỳ diệu vậy đấy, đợi đến lúc ta hiểu được nguyên lý làm việc của cơ thể thì sẽ biết cơ thể người thú vị đến nhường nào. Nó là một bác sĩ tận tình, nỗ lực hết mình và trung thành tuyệt đối với cơ thể. Có rất nhiều người nghĩ rằng dinh dưỡng không có tác dụng nhiều với việc chữa bệnh. Tại sao vậy? Tại vì vẫn còn nhiều người chưa biết dinh dưỡng là gì. Vậy theo bạn dinh dưỡng là gì? Bao gồm những gì? Và nó chẳng có gì là xa lạ với chúng ta cả. Đầu tiên là nước. Nước là nguồn dưỡng chất dồi dào và quan trọng. Nước là nguyên tố dinh dưỡng số 1. Rồi mới tới chất đạm hay gọi là protein, chất béo, đường, vitamin, khoáng chất, v.v. Tất cả những dưỡng chất này đều nằm trong thực phẩm chúng ta ăn và uống hàng ngày vào cơ thể. Chính những dưỡng chất này giúp cho con người chữa được bệnh tật. Đó quả thật là một điều vi diệu, phải không? Bạn có tin không? Thực tế là thước đo chân lý duy nhất. Hippocrates, ông tổ của y học hiện đại, có nói: Let food be the medicine, and medicine be the food. Hãy để thực phẩm là thuốc, và thuốc chính là thực phẩm của bạn. View trước có nói, thực phẩm và thuốc cùng nguồn gốc. Câu nói này cho chúng ta thấy, loài người từ khi biết và cơm vào miệng thì cũng là lúc dinh dưỡng học ra đời, và không nghi ngờ gì, y học nhân loại cũng bắt đầu từ đó. Thực phẩm và thuốc cùng nguồn gốc, đây là nguyên lý vô cùng đơn giản và tự nhiên. Nhưng không biết từ bao giờ và lý do tại đâu mà y học và dinh dưỡng học lại phân chia và tách rời như vậy. Đặc biệt là y học hiện đại, đại diện cho công nghệ tiên tiến và khoa học, đang được nhân loại tôn sùng và trọng nể. Tất nhiên y học hiện đại có cơ sở để tự hào về thành tựu đó, bởi vì ngày nay bất kỳ ngành nghề nào phát triển và lớn mạnh đến đâu cũng đều vì mục tiêu làm cho con người sống khỏe mạnh và thoải mái hơn. Những công nghệ tiên tiến nhất, những thành tựu khoa học mới nhất đều được ứng dụng vào ngành y học, phục vụ cho ngành y. Ví dụ, chúng ta thật khó tưởng tượng nếu ngày nay y học không có máy vi tính và internet, vì rất nhiều kỹ thuật trị liệu và các thiết bị y tế tiên tiến như X-quang, CT đều phải dùng máy tính và internet. Nhưng cũng chính vì điều này lại khiến cho y học hiện đại phải lo ngại. Vì cho dù y học có hiện đại và tiên tiến đến đâu đi nữa, thì những căn bệnh mà y học chữa trị được lại không nhiều. Có bao nhiêu chuyên gia điều trị bệnh tiểu đường chết vì bệnh tiểu đường? Bao nhiêu chuyên gia bác sĩ tim mạch chết vì nhồi máu cơ tim hay tai biến mạch máu não? Bao nhiêu bác sĩ chuyên gia thần kinh lại bị mất ngủ trường kỳ? Y học hiện đại làm sao vậy? Đó là thực phẩm và thuốc cùng một nguồn gốc. Vì y học hiện đại đã đi xa rời với nguyên lý đúng đắn của nó. Về điểm này, y học hiện đại lại không tốt bằng dinh dưỡng học. Từ lúc loài người biết và cơm vào miệng đến nay đã trải qua hàng trăm triệu năm lịch sử. Nhưng vì dinh dưỡng học lại chậm chạp hơn một chút, nên nhiều người chưa nhận ra được ý nghĩa thực sự của nó. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu thấy hay thì hãy cho một like và subscribe. Rất mong được sự ủng hộ của các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.